Xin chào. Chào mừng đến với Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy nâng cao sức mạnh tinh thần và thân thể của bạn lên tầng cao nhất cùng với yoga. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Chào mừng đến với yoga. Chúng ta sẽ bắt đầu tập với tư thế ngồi. Một cách dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Nào, hãy ngồi xuống. Hãy lấy một chiếc khăn hay chăn đắp. Thế này, bạn biết đó, hãy lót nó dưới mông, ngồi thật thoải mái. Thế này gọi là Sukhasen. Suk có nghĩa là hạnh phúc. Rất đơn giản. Bạn có thể ngồi thế này, hay để chân thế này. Không sao cả, cứ xếp chúng lại, đặt tay trên gối, thật thư giãn. Có rất nhiều thế trong yoga, bạn sẽ tập được thế tốt nhất. Và yoga thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ vui vẻ, sẽ vui sướng, thật vui vẻ và hạnh phúc. Chính là thế. Đầu tiên, cứ ngồi cao lên, lưng thật thẳng. Và bạn sẽ đặt tay phải lên bụng thế này. Đầu tiên, tôi muốn bạn hít thở thật sâu vài lần, gọi là hít thở bằng bụng. Cứ để tay kia thật thoải mái, dương xương sống ra và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhắm mắt và cảm nhận việc hít thở. Khi hít vào, bụng đẩy tới trước. Và khi thở ra, bụng phóp vào. Thật chậm, không cần vội. Kỹ thuật này rất tốt, làm cân bằng trí óc, tốt cho tim, chữa chứng huyết áp cao và thấp, thanh lọc hệ thống thần kinh. Vì thế cứ tập trung, vì chúng có thể bị tắc bởi quá nhiều căng thẳng. Và với kỹ thuật này, bạn thực sự đã giải tỏa chúng. Ta sẽ làm 4 lần nữa. Khi hít vào, bụng đẩy tới trước. Và khi thở ra, bụng hóp vào. Thật thư giãn nơi mặt và vai. 2 lần nữa. Hít vào. Và khi thở ra, bụng hóp vào. 1 lần nữa. Hãy thật nhẹ nhàng, sâu hơn. Khi hít vào, thở ra. Tuyệt lắm. Bây giờ mở mắt ra. Tốt, ta sẽ tập vài bài tập cổ, thư giãn dùng cổ. Bài tập giãn cổ rất quan trọng. Bạn có thể tập khi đang làm việc nữa. Vậy ta hãy nhìn sang bên phải, hít vào, quay càng nhiều càng tốt. Thở ra, quay sang trái. Tốt, giữ thẳng lưng. Hít vào, sang phải. Tốt, nửa nào, và thở ra sang trái. Tốt lắm, hít vào, phải, và thở ra, trái. Cảm nhận sự chuyển động, hít vào, phải, và thở ra, trái. Ta tập một lần nữa, hít vào, phải, và thở ra, trái. Tốt, quay đầu lại nào. Bây giờ, ngước cằm mà không ép cổ nhé. Ngước lên, thở ra, cúi xuống, hít vào, thở ra. Tốt lắm, hít vào, thở ra. 2 lần nữa, hít vào, thở ra. 1 lần nữa, hít vào, thở ra. Tốt lắm. Và bây giờ ta tập nửa vòng cung. Bạn sẽ cúi cằm xuống, hít vào bên phải và thở ra bên trái. Cúi xuống, hãy cảm nhận. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Tốt lắm. Nào, hít vào bên phải và thở ra bên trái. Tốt lắm. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Nào, quay sang phải và từ từ trở lại. Ta sẽ tập vai nào. Khi hít vào, rút vai lên và thả xuống. Nào, hít vào và thở ra thả xuống. Hít vào nâng lên và thở ra thả xuống. Tiếp tục nhé. Như thế này rất tốt cho vai bạn. Bạn biết không, đau cổ không chỉ là ở cổ thôi, nó cũng bắt nguồn từ vai đấy.
Tiếp tục nào, hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Nào, từ sau ra trước, hít vào và thả xuống. Hít vào, cao lên, chạm vào tay và thả xuống. Hít vào và thở ra. Hãy kết hợp thật tốt. Và bạn đang tập luyện cả trí óc, không chỉ là cơ thể thôi đâu. Một lần nữa, hít vào và thở ra. Nào, giờ tay trái đặt lên đầu gối. Còn tay phải đặt ra sau, nhìn ra sau. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Bạn có thể quay chút nữa, giữ nguyên thế. Tuyệt lắm, nhớ giữ lưng thật thẳng. Cứ giữ vậy, hít thở nha. Thế này rất tốt cho sống lưng, bạn thấy không? Nó sẽ massage xương lớn và nhỏ. Tôi muốn bạn cứ giữ thế, hít thở. 4, ra sau nữa. 3, rất tuyệt. 2, 1, tốt, nhìn ra trước và thả lỏng. Bây giờ là tay phải lên đầu gối và tay trái ra sau. Cứ đặt ở đâu có thể và quay ra sau. Nhớ giữ lưng thẳng nha, đừng khom lưng đó, giữ nó thật thẳng. Bạn đang tập để giữ thẳng cấu trúc xương đó. Giữ nguyên, nhìn ra sau. Hít thở, 1, hít vào thật sâu. Hít thở bằng bụng, cảm nhận nó. Nữa nào, tốt lắm, một lần nữa. Và nhìn ra phía trước. Rất tốt, quay ra trước. Nào, hãy tập thế bướm bướm. Hai chân sát nhau. Đây là tư thế rất quan trọng để giải tỏa căng thẳng nơi đùi trong và háng. Vì thế hãy cứ giữ bàn chân và bay. Thế thôi, rất đơn giản. Bay nhanh hơn một chút nào. Hãy tập thế giải tỏa căng thẳng và củng cố khớp. 1 2 3 4 5